thư rồi và đi đi nội soi đại tràng đường ruột của họ đều đã có vấn đề. Thậm chí là có những người có thể bị ung thư gan hoặc ung thư phổi đấy, hoặc là ung thư vòm họng, và đến khi đi đi khám nội soi dạ dày đại tràng thì họ họ gần như họ cũng bị kèm theo là bị ung thư đại tràng, đúng không ạ? Rồi, đó là chúng ta ôn một chút kiến thức về sản phẩm chất xơ. Bây giờ thì Thi sẽ xin phép chúng ta sẽ đến luôn với cái phần đọc sách mọi người nhé. Hôm nay chúng ta đọc một cái phần mà Thi nghĩ là sẽ có rất là nhiều câu chuyện hay luôn. Nội dung hôm nay chúng ta đọc về chương số 13, bệnh lý về cơ trơn, trong đó là hay gặp phổ biến nhất về những cái bệnh như là đau mỏi cổ, đau đầu và đau bụng kinh. Thì chút nữa sau khi độ khoảng 10-15 phút Thi phân tích sách thì Thi muốn mời những cô bác, anh chị trong hệ thống của chúng ta thường xuyên phải gặp những cái vấn đề ví dụ như là đau đầu thường xuyên, đau bụng kinh, mỏi cổ, đã sử dụng Wellness và đã thấy biến mất hết những cái triệu chứng như vậy, thì chúng ta sẽ comment phần trước ở cái phần chat chatbook, đúng không ạ? Và tí nữa khi mà Thi đọc sách xong thì Thi sẽ được mời luôn mọi người nhá. Ok, Thi xin phép bắt đầu ạ. Bệnh lý về cơ trơn, mỏi cổ, đau đầu, đau bụng kinh. Trong cơ thể con người có 3 loại trong cơ thể con người có 3 loại cơ, bao gồm cơ xương là một này, cơ trơn là hai và cơ tim. Mọi người nhá, riêng cái cơ tim của chúng ta ấy là một loại cơ riêng. Đó. Cơ xương là những cái cơ mà để nâng đỡ xương. Cơ xương thì sẽ nằm ở các khớp và bề mặt cơ của các xương. Các cơ ở tứ chi của chúng ta thì đều là cơ xương hết. Đó. Vai trò chính của cơ xương là giúp thực hiện các động tác dưới sự chi phối có nhận thức của cơ thể. Đó. Tức là cơ xương thì mọi người hình dung là để mà cơ xương nó cử động ấy thì là phải có những cái sự những cái tín hiệu dẫn truyền thần kinh. Đó, báo cho đến cái cơ xương là ví dụ như là Thi đang ngồi đây và cái tín hiệu từ não của Thi phải nghĩ trước là Thi sẽ phải đưa tay về phía trước, đưa tay lên cầm cái cốc nhấc lên, tức là não của Thi sẽ điều khiển được cái cơ cơ xương. Và đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là có thể chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc là chúng ta chưa được biết thôi, thì chúng ta không nghĩ rằng những cái cơ cử động là do hệ thần kinh điều phối, đúng không ạ? Tại vì nó quá nhanh, có khi là Thi chưa kịp nghĩ trong đầu là đưa tay ra thì tay của Thi đã đưa ra rồi, đúng không ạ? Nhưng mà những cái cơ xương, đặc biệt những cái cơ vận động tứ chi của chúng ta ấy, là phải có sự điều khiển của những cái tín hiệu dẫn truyền thần kinh. Thế nên là tại sao mà một số người, một số bệnh nhân khi mà họ bị những cái bệnh lý về tổn thương dây thần kinh, ví dụ như tổn thương cột sống này, hoặc là một số bệnh nhân thì kể ví dụ như là bị thoái hóa xương xương cột sống, hoặc là bị thoát vị đĩa đệm thì sẽ chèn vào gây tổn thương cho cái dây thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh tứ chi. Thế nên là rất là nhiều người bị xương khớp nặng, đặc biệt là thoái hóa thoát vị, sụn cái xương, xẹp xương, đốt sống nặng thì thậm chí là chèn vào thần kinh và gây gây gọi là gây gọi là gì nhỉ? Tê bì, đau thần kinh tọa, thậm chí là đau thần kinh tọa, tức là đau bại hết cả từ cái hông xuống hai chân, rồi thậm chí là lâu ngày thì có thể dẫn tới cái tình trạng bại liệt. Đó là tại vì cái cơ để điều chỉnh tứ chi của chúng ta ấy là phải có sự điều chỉnh của nhận thức, tức là của tín hiệu thần kinh. Còn cái loại cơ thứ hai nằm ở tim, đó là cơ tim, thì sẽ cấu tạo lên cái phần thịt để co bóp, co lực hút và lực đẩy của quả tim. Ngoài ra còn có các loại cơ khác được phân bổ trong các nội tạng của chúng ta, các tổ chức niêm mạc thành mạch gọi là cơ trơn. Đó. Thì cái cơ của quả tim cũng như là cơ ở trong nội tạng của chúng ta thì sẽ không điều khiển, sẽ không chịu điều khiển bởi hệ thần kinh chủ động. Tức là chúng ta sẽ không điều khiển được. Ví dụ như là từ khi chúng ta sinh ra chúng đã thấy là quả tim nó luôn đập rồi, đúng không ạ? Và gần như là kể cả bây giờ chúng ta muốn thử bảo tim ơi ngừng đập 1 phút là nó cũng không ngừng đập được, không bao giờ ngừng đập, đúng không ạ? Nó sẽ không điều khiển bởi cái nhận thức chủ động của chúng ta. Vậy thì nó điều khiển bởi cái gì đây, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu tiếp nhé.
Thế thì riêng về cái phần cơ trơn ấy mọi người, nó sẽ là cấu tạo lên, nó sẽ nằm ở trong những cái tổ chức niêm mạc thành mạch. Ví dụ như là thành mạch máu, thành những cái mao mạch đấy, hoặc là những cái ống, ví dụ như là ống dẫn tinh, ống dẫn trứng đấy, hoặc là niêm mạc, hoặc là cái ống niệu quản dẫn từ thận xuống, thì đấy là được cấu tạo bởi cơ trơn thế nhá. Ví dụ như trên màn hình mọi người nhìn thấy thì sâu ở trên màn hình, cô chú anh chị ai muốn nhìn rõ hơn, mọi người có thể đưa tay lên cái màn hình smartphone của mình, mọi người có thể zoom ra để nhìn rõ được cái hình hơn. Đấy, như trên hình đây là hình ảnh của một cái quả thận, đúng không ạ? Cơ trơn có một đặc tính, đó là đừng bao giờ động đến nó. Nếu như mà vô tình lỡ động đến nó và kích thích đến nó thì nó sẽ không ngừng co bóp, khiến cho cơ thể có cảm giác đau nhức và khó chịu. Đấy, cái phần này thì chúng ta sẽ gạch bút nhớ lại để cho mọi người nhớ này. Có một đặc điểm của cơ trơn là chúng ta nhớ lại, cơ trơn là gì ạ? Là những cái cơ mà nằm ở trong những cái cơ quan nội tạng của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như là ống dẫn trứng, ống dẫn tinh, hoặc là niệu quản, đúng không ạ? Và đặc điểm của cơ trơn đó là đừng bao giờ động đến nó. Nếu như chúng ta vô tình có những cái vật cản hay là có những cái tác động đến cái cơ trơn thì nó sẽ không ngừng co bóp, không ngừng co rút, không ngừng kích thích. Và khi nó co rút, nó co bóp liên tục thì chúng ta sẽ có cảm giác là đau, đó, khó chịu. Ví dụ như sỏi thận, như trên hình, bên trong quả thận thì mọi người thấy là bên trong quả thận có những cái khoang như thế này. Đấy, thì thực chất thì nó cũng khá là rộng rãi, đấy, thoải mái. Nhưng nếu như lỡ một ngày nào đó có sỏi hình thành ở trong cái khoang của cái quả thận này và nó rơi xuống cái niệu quản, đấy, và rơi xuống cái đường ống tiết niệu này, đó, thì mọi người nhớ chúng ta có một cái nguyên lý là cái đường ống tiết niệu này thì nó lại là gì ạ? Nó lại là một loại cơ trơn. Thế là vô tình nếu như những cái viên sỏi nó rất là nhỏ và nó đi qua được ở trong cái niệu quản này, nó không chạm vào cái thành của cái niệu quản này, thì nó sẽ không gây ra cái sự kích thích để co rút liên tục của niệu quản, đúng không ạ? Đấy, của cái đường ống tiết niệu này, thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái sự đau, đúng không ạ? Tại vì thực tế là hàng ngày chúng ta, trong cơ thể của chúng ta vẫn thi thoảng có những cái viên sỏi nhỏ ở trong thận được hình thành, trong bể thận, và nó đi xuống đường ống tiết niệu, và chúng ta sẽ vẫn cứ bài tiết nó qua đường nước tiểu. Và một vài cái câu chuyện rất là thực tế chúng ta nghe, có thể một vài cô chú bác anh chị nào có thể nói là đi vệ sinh ra sỏi thì có, đúng không ạ? Tức là những cái viên sỏi rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà sỏi nó to rồi ở trong cái bệ thận này và nó rơi xuống cái đường ống tiết niệu này và nó to, đấy, thì nó sẽ như thế nào ạ? Ví dụ như sỏi thận, bên trong quả thận diện tích rộng rãi, thoải mái, nhưng nếu một ngày nào đó sỏi rơi xuống đường ống tiết niệu và bị tắc ở đó do kích thước to nên không trôi xuống tiếp được và muốn ngược về bên trong quả thận cũng không xong, vì thế nó cứ nằm im ở niệu quản. Lúc này cơ trơn trong niệu quản biết có vật lạ là liền co bóp liên hồi. Mục đích ở đây là đẩy viên sỏi xuống, làm thông thoáng và bảo vệ cho niệu quản hoạt động được bình thường. Nhưng càng co bóp thì viên sỏi lại càng mắc chặt hơn, khiến cho cơ trơn bị kích thích co bóp mạnh, và tất cả những cơn đau như vậy đều vô cùng là đau đớn. Ví dụ như là cơn đau dạ dày, hoặc là sắc mặt của người bệnh sẽ bị tái nhợt, vã mồ hôi luôn, thậm chí là còn có những cái cảm giác như là lợm giọng, buồn nôn, nôn ọe, hay là có những cái cơn đau bụng đều được tạo ra bởi những co bóp của cơ trơn. Đấy, ví dụ như là chúng ta hiện tượng chúng ta bị đau bụng kinh. Chúng ta đau bụng kinh thì phụ nữ khi mà bị đau bụng kinh thì cũng là những cái cơ trơn ở trong cơ quan phụ khoa của người phụ nữ co bóp, ví dụ như là ở trong cái dạ con đấy, hoặc là cái từ cái buồng trứng xuống đến cái tử cung của chúng ta cũng có những cái đường ống dẫn, đúng không ạ? Ống dẫn trứng. Đấy, thì khi mà nó có những cái sự co bóp, sự bong chóc, bắt đầu có cái sự bong chóc ra của những cái niêm mạc
niêm mạc tử cung mỗi kỳ kinh nguyệt thì chúng ta cũng cũng cảm thấy được là có những cái cơn đau. Và ở đây chắc chắn là ai mà đã từng bị đau bụng kinh hay là bị sỏi thận mà có những cái cơn đau khi mà sỏi từ bể thận rơi xuống niệu quản thì chúng ta biết rồi đấy. Đau vô cùng đúng không ạ? Đau, người ta đau gọi là đau đớn cả người, đau tím, đau tái hết cả mặt, vãi mồ hôi. Mà những cái cơn đau đấy chúng ta lại không xoa bóp ở bên ngoài, ví dụ đau xương khớp chúng ta nắn nắn, nhưng mà đau ở sâu xăm thì chúng ta cũng không, thậm chí chúng ta còn không hình thành rõ được là nó đau cụ thể ở vùng nào, chúng ta chỉ biết ở cái vùng đấy thôi, đúng không ạ? Rất là khó chịu. Hay là đau đầu là do cơ trơn của mạch máu bị kích thích và co bóp mạnh gây ra. Những cơn đau đó vô cùng khủng khiếp, gần như là không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn ôm đầu đâm vào tường. Tôi có một người bạn bị đau đầu, chỉ có ôm đầu nằm trên ghế sofa và bị vợ trách là kiếm cớ để không làm việc. Anh bạn tôi rất phẫn nộ, nhiều bát đĩa trong nhà đã bay vèo vèo, mặt sàn lỗ chỗ vì ném đồ vật gây xước và chóc. Khi anh bạn tôi sử dụng dinh dưỡng, chỉ sau chưa đến 10 ngày, bệnh đau đầu đã được điều trị. Mọi người nhá, chưa đến 10 ngày sử dụng dinh dưỡng thì cái bệnh đau đầu đã được điều trị xong. Đau bụng kinh cũng rất là đau nhức, gò lưng, ôm bụng, da tái nhợt, thậm chí là nôn mửa. Khi cơ xương bị thiếu hụt đi dinh dưỡng thì cũng xuất hiện những cơn đau như vậy, nhưng mức độ sẽ nhẹ hơn cơ trơn. Ví dụ như là chúng ta có những cái cơn bị chuột rút chân đấy, ở bắp đùi đấy, chủ yếu là do thiếu canxi. Đấy, chúng ta lại tiếp tục đạch vào đây cho Thi. Đó là những cái cơn đau chủ yếu là do thiếu canxi. Khi mà chúng ta có những cái cơn co rút liên hồi, đó là thiếu canxi. Một bộ phận của cơ xương sẽ bị kích thích và co bóp. Mọi người biết không ạ? Thi có từng đọc một tài liệu thì tại sao ấy mà có những cái người mà giai đoạn đầu họ bị, những cái người bị bệnh về xương khớp nha, thì giai đoạn đầu là họ bị thiếu canxi. Đó, thì mọi người biết là canxi không chỉ có trong xương, còn có trong máu, còn có trong gì ạ? Trong cơ bắp và trong gân. Gân của chúng ta ấy ạ, cũng có canxi nhá. Cái thành phần của canxi cũng cấu tạo lên. Thế tại sao có một số người bị bong gân? Đấy, hay là một số người bị viêm gân chân ấy ạ? Cũng kê canxi uống và cũng cải thiện phục hồi rất là nhanh. Thế thì những cái người bị bệnh xương khớp ấy, cái giai đoạn đầu ấy, họ chỉ có những cái biểu hiện rất đơn thuần là chuột rút, và cũng không phải, thậm chí là họ cũng không chuột rút hàng ngày đâu, mà Thi từng đọc một cái tài liệu là trong vòng không quá 2 phút kể từ khi cái cơn chuột rút ở trong cái cơ của chúng ta ấy, chúng ta bị co rút ở chân hoặc bắp đùi ấy, thì trong vòng chưa quá 2 phút thì cơ thể của chúng ta đã điều tiết tuyến cận giáp, đã điều tiết để xin, để ăn xin, để vay luôn canxi ở trong cái kho dự trữ canxi, đó là khung xương của chúng ta, để đưa ngay về cái nơi mà thiếu canxi, ví dụ như là thiếu canxi ở cơ bắp đấy. Thế nên là chúng ta đừng chủ quan, đừng coi thường những cái cơn co rút, những cái cơn gọi là chuột rút. Đôi khi nó chỉ xuất hiện có một tháng, có vài lần thôi, thì đấy cũng là dấu hiệu cảnh báo chúng ta bị thiếu canxi ở những cái thể nhẹ ban đầu rồi, mọi người nhá. Đó. Tôi có trải nghiệm thực tế của bản thân, đó là hiện tượng là mí mắt của tôi cứ bị giật liên tục. Đó, mọi người thấy là ở cái mí mắt ở đây thi thoảng chúng ta cũng hay bị giật mí mắt, đúng không ạ? Và chỉ cần ngủ dậy, tôi mở mắt ra là tôi cảm nhận được luôn là mí mắt của tôi bị giật. Và chỉ khi đi ngủ, nhắm mắt lại mới hết cảm giác là mắt bị giật. Đấy, hiện tượng này liên tục đến với tôi năm tôi 20 tuổi, cho đến lúc tôi dùng dinh dưỡng thì mới hết. Nói ra thì thật thú vị. Hôm đó lúc 8 giờ sáng tôi phải lên lớp trong trường đại học y khoa. Do thời gian vội vã nên tôi uống vội 2 viên vitamin B. Sau đó tôi chạy vội lên lớp. Sau đó đến 11 giờ trưa tôi thấy mí mắt phải của mình rất nặng. Sau đó tôi dùng dinh dưỡng khoảng hơn 1 tháng. Cho đến giờ đã 2 năm trôi qua nhưng hiện tượng máy mắt không bao giờ lặp lại nữa.
Đấy, mọi người thấy không ạ? Đó, thì nhiều người ấy, khi mà bị giật 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 hoặc là bị máy mắt liên tục này, máy máy mắt này, hay là giật giật này, hoặc là bị buồn buồn chớp mắt liên tục ấy, thì đó cũng là do cái hiện tượng là cái cơ cơ ở cái mắt của chúng ta nó bị thiếu dinh dưỡng, ví dụ như là thiếu canxi đấy, hay là thiếu vitamin nhóm B. Và khi chúng ta chỉ cần bổ sung dinh dưỡng vào thôi thì chúng ta sẽ hết. Thế nhưng mà nhiều người thì lại cho rằng là giật giật mắt là điềm báo gì đấy, chứ họ lại không nghĩ là bị thiếu dinh dưỡng, đúng không ạ? Cách điều trị cho các bệnh lý về cơ trơn ở trên, trước tiên là phải biết được nguyên nhân và triệt tiêu được các cơn kích thích cơ trơn, ví dụ như sỏi trong đường tiết liệu hay là bị tắc ruột, thì phải loại bỏ cái nguyên nhân gây kích thích. Sau đó phải hiểu việc cơ trơn co bóp bất thường đều liên quan đến việc thiếu hụt một loại hoặc nhiều loại dinh dưỡng khác nhau. Đấy. Chúng ta lại tiếp tục gạch vào đây ạ. Việc cơ trơn co bóp bất thường đều liên quan đến việc thiếu hụt một, tức là ít nhất một loại dinh dưỡng hoặc nhiều loại dinh dưỡng khác nhau. Trong đó có những cái dinh dưỡng thiếu nhiều nhất là canxi, magie, vitamin B. Đấy, chúng ta lại ghi tiếp ạ. Canxi, magie, vitamin B. Đây là những cái dinh dưỡng mà sẽ thiếu nhiều nhất và thiếu đầu tiên, dẫn tới những cái hiện tượng bệnh lý về cơ trơn. Khi dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ các triệu chứng đau đầu, đau bụng kinh, đau xương, đau cơ xương hay là máy mắt, đấy, đều sẽ điều trị được dễ dàng. Đấy. Dù trong giai đoạn phát tác có bổ sung dinh dưỡng thì chỉ trong nửa tiếng thôi là chúng ta đã cảm nhận ngay được cái sự hiệu quả rồi. Do vậy, đau đầu hay đau bụng kinh không phải là bệnh khó chữa. Đấy. Hay là khi được biết là có một số chị em phụ nữ lại truyền tay nhau cái việc là đau bụng kinh là ôi mẹ tôi cũng bị rồi, nên là tôi cũng bị, nhà tôi có truyền thống là từ bà tôi đến mẹ tôi đến tôi là ai cũng bị đau bụng kinh. Thế là mọi người lại lại không nghĩ rằng có thể là đó là do cái lối ăn, cái bữa ăn khoa học của gia đình chúng ta, là từ thời ông bà đến mẹ đến mình là đều ăn bị thiếu đi những cái vitamin và khoáng chất, trong đó thiếu nhiều về canxi, magie và vitamin nhóm B. Hay là như Thi đã từng phân tích ý, đó là những cái người mẹ khi mà mang thai rất là dễ bị thiếu canxi, đúng không ạ? Nên là có thể đứa con ngay từ trong bụng mẹ đã bị thiếu đi cái lượng canxi rồi. Thế nên là từ trong bụng mẹ đã bị thiếu canxi, thiếu một dinh dưỡng, nên là khi ra ngoài, khi mà người mẹ nuôi con bú rồi, khi con phát triển toàn diện ý, thì phải tăng cường nạp để bù đắp canxi. Thế nhưng mà chúng ta được biết là canxi là một cái loại khoáng chất mà nó sẽ không thể nào hấp thụ nhanh được, nó phải hấp thụ rất là từ từ. Rất là nhiều người khi mà nạp canxi, nạp vào một lượng lớn thì chúng ta hay bị cảm giác là sình bụng, chướng bụng, đúng không ạ? Nên là canxi ấy, hàng ngày mọi người biết là nếu như chúng ta có ăn canxi trong những cái thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày ấy, thì 99% canxi chúng ta ăn từ thức ăn ngày hôm nay ấy, gần như là ngày mai nó lại bài tiết qua đường phân. Đấy, thế nên là chúng ta hãy sử dụng những cái canxi mà có sinh khả dụng tốt. Đấy, và đặc biệt là những cái chị em phụ nữ đang lại bầu bí này, rồi tiền mãn kinh này, hoặc những ai đã bị bệnh xương khớp thì chúng ta phải lưu ý chọn những cái sản phẩm canxi có sinh khả dụng tốt. Thì canxi của Orfem là canxi hữu cơ, đúng không ạ? Có sinh khả dụng tốt, và trong canxi của Orfem là còn có luôn cả vitamin D và có luôn 72 khoáng chất vi lượng khác từ biển, trong đó có cả magie. Thế thì chúng ta điểm lại là canxi này, magie này, vitamin nhóm B, thì canxi và magie thì đều có trong viên vitamin và khoáng chất tổng hợp có trong Wellness Pack, đúng không ạ? Vitamin B cũng có ở trong trong cái Wellness Pack của chúng ta, và đặc biệt đó là cái Wellness Pack của chúng ta, thì khi mà chúng ta uống Wellness Pack ấy, thì cái vitamin nhóm B thì có những cái vitamin ý mà cơ thể chúng ta cũng có thể tổng hợp được từ những cái dinh dưỡng. Thế thì khi chúng ta cung cấp cái dinh dưỡng đa lượng, ví dụ như protein có trong whey nếp bột ý, thì chúng ta cũng sẽ hỗ trợ được cho cái quá trình là cơ thể sản sinh ra thêm
những cái vitamin nhóm B. Đó. Thì trong cái vitamin nhóm B thì có cái vitamin B12 và B9, nó cũng rất là quan trọng với chị em phụ nữ đang mang thai. Thế là chúng ta thấy là cái sản phẩm này rất là cần thiết, và chị em phụ nữ khi mang thai cũng hay mắc những cái tình trạng là bị chuột rút và khó ngủ. Mọi người biết là thiếu canxi và magie ngoài việc là dẫn tới cái tình trạng là co rút cơ trơn, ví dụ như là đau đầu rất là đau đầu, đúng không? Đau đầu ở những cái mao mạch này. Ngoài ra thì thiếu canxi và magie còn dẫn tới cái việc giấc ngủ không được ngon. Và chúng ta biết không ạ, hàng ngày tại sao ấy chúng ta luôn luôn phải có những cái giấc ngủ mỗi ngày không ạ? Tại vì cơ thể của chúng ta từ khi sinh ra nó luôn 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 hoạt động. Thế nên là ngày 24 giờ chúng ta luôn phải ngủ tối thiểu ít nhất là 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Vì đấy chính là thời gian mà kể cả là chúng ta chỉ ăn uống bình thường thôi, hàng ngày chúng ta ăn thức ăn, ăn dinh dưỡng vào, thì đấy là lúc mà cơ thể của chúng ta nó chữa lành những cái tổn thương. Và mọi người biết không ạ, khi nghiên cứu sâu về giấc ngủ ấy, thì cơn ác mộng, tức là mơ xấu hay là những cái giấc mơ thiên đường, những giấc mơ đẹp, nó đều có khả năng chữa bệnh. Đấy. Thế nên là chúng ta phải ngủ thật sâu, và những cái giấc mơ nó sẽ đến khi mà chúng ta ngủ sâu, thì nó sẽ giúp chúng ta chữa bệnh mọi người. Đơn giản ngủ sâu, ngủ ngon thôi cũng chữa được bệnh. Thế nhưng mà nếu chúng ta không có những giấc ngủ, thiếu ngủ này, hoặc là ngủ không sâu, không ngon giấc, thì cái cơ chế tự chữa lành của trong cơ thể của chúng ta ấy, nó không được phát huy triệt để. Thế thì vô hình là chúng ta nạp dinh dưỡng vào, nhưng mà cái dinh dưỡng nạp vào thì lại còn phải đợi cơ thể dùng dinh dưỡng để tự chữa lành, đúng không ạ? Vì wellness không phải là thuốc. Thế nên là canxi và magie hỗ trợ cực kỳ tốt cho việc là có một giấc ngủ ngon, đặc biệt là cái magie nữa. Đấy, thế nên là chúng ta thấy là canxi và magie rất tốt cho những cái người mà hay bị đau đầu này, đấy, mất ngủ này, chuột rút này, đau bụng kinh, đúng không ạ? Ngoài ra những người bị đau bụng kinh ấy, chúng ta cũng rất cần cái viên tảo đỏ mọi người nhá. Tại vì sao ạ? Nếu như chúng ta có ăn thức ăn có vitamin và khoáng chất đấy, nhưng chúng ta biết là nếu như trong cơ thể chúng ta có những độc tố, thì những cái độc tố nó sẽ cản trở và nó sẽ làm hao hụt đi một lượng vitamin khoáng chất mà chúng ta nạp vào. Đấy, vì có một số những cái độc tố này hoặc là những cái virus có hại, nó sẽ sử dụng một phần những cái vitamin khoáng chất mà chúng ta nạp vào. Đấy, thế nên là chúng ta cũng cần cái viên tảo đỏ, và cái viên tảo đỏ cũng hỗ trợ rất tốt cho cái việc là gì ạ? Ở đây ai có thể trả lời được không ạ? Tảo đỏ hỗ trợ rất tốt cho cơ bắp. Đấy, thế nên là chúng ta rất là cần tảo đỏ, những cái hoạt chất chống oxy hóa trong cái việc, và đặc biệt là tảo đỏ là một cái hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên duy nhất từ tự nhiên mà chúng ta nạp vào cơ thể của chúng ta. Ngoài những cái chất chống oxy hóa tự nhiên trong cơ thể chúng ta, có khả năng đi xuyên qua màng tế bào mắt, tế bào não. Đấy, và tất nhiên thì nó cũng sẽ đi qua được màng tế bào cơ tim để giảm bớt những cái căng thẳng oxy hóa. Đấy, nên là rất tốt. Những cái ai bị bệnh lý về cơ trơn này thì Thi thấy là viên vitamin và khoáng chất wellness shake, đó, rồi là cái tảo đỏ. Thì chúng ta thấy là cái vitamin nhóm B ấy thì sẽ rất là, chúng ta cũng có thể tự sản sinh ra được một số loại vitamin nhóm B từ cái việc những cái dinh dưỡng đa lượng chúng ta nạp vào. Thế nên chúng ta sẽ nạp wellness shake, tại vì chúng ta ăn rồi là những cái sinh thái dụng của chúng ta ấy ở trong cơ thể đôi khi là nó không đủ, thì chúng ta phải cung cấp nguyên liệu để rồi nó tự sản sinh ra. Cái gì mà tự sản sinh ra được thì cái wellness của Ofem có một điều đặc biệt, đó là cái gì cơ thể tự sản sinh ra được thì sẽ cung cấp dinh dưỡng để cơ thể tự sản sinh. Còn cái gì mà không sản sinh ra được đấy mà rất cần thì sẽ nạp. Ví dụ vitamin và khoáng chất, những cái khoáng chất vi lượng ấy, thì cơ thể không sản sinh ra được thì chúng ta nạp vào là điều chắc chắn, đúng không ạ? Đấy, hoặc là chất chống oxy hóa, thì chất chống oxy hóa như là cái astaxanthin ở trong cái viên tảo đỏ ấy ạ, thì cơ thể chúng ta tiết ra được một số chất chống oxy hóa nhưng mà không có đủ, vì cái sự căng thẳng trong cái xã hội ngày nay nó quá nhiều, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta nhớ là ba cái sản phẩm đấy rất là cần. Thế nên là nếu như được lựa chọn cho những cái người bị đau đầu này, đau mỏi cơ, đau bụng kinh, thì lựa chọn sẽ là gì ạ? Hãy uống combo 5 luôn. Trong combo 5 thì có cả viên tảo, cả viên vitamin và khoáng chất, có cả cái chất chống oxy hóa và cả whey protein để làm nguyên liệu, đúng không ạ? Rồi, và Thi đã phân tích xong cho mọi người để chúng ta hiểu về cái bệnh lý về cơ trơn.
Thế thì xin phép được mời những cái câu chuyện thực tế. Chúng ta sẽ dành toàn bộ cái thời gian còn lại trong cái buổi sáng ngày hôm nay để nghe những câu chuyện thực tế và Thi có thể phân tích cho mọi người những cái câu chuyện thực tế đó luôn. Thế thì cả nhà mình ơi, cô bác anh chị mình có ai có những cái câu chuyện như thế này thì có thể chia sẻ lại giúp Thi được không ạ? Mọi người sẽ comment ở phần chat và Thi sẽ mở mic cho mọi người nhé. Thế thì Thi sẽ chia sẻ luôn cá nhân Thi. Cá nhân Thi trước đây là Thi bệnh cái tình trạng là Thi bị đau. Ở đây mọi người đã bao giờ có ai bị cái tình trạng gọi là đau nửa đầu không ạ? Tức là nó sẽ đau một nửa bên đầu, như kiểu là cứ phải đấm vào đầu như này này. Đấy, và Thi bị từ khi Thi còn rất trẻ nhá. Từ khi Thi nhớ là Thi học cấp 3 Thi đã bị rồi. Và học đại học Thi cũng bị rồi. Và mỗi lần mà Thi đi đường xa xa một chút mà Thi phải đội mũ bảo hiểm ấy, Thi đi xe máy mà Thi phải đội mũ bảo hiểm, thì đến khi mà Thi đội mũ bảo hiểm xong rồi Thi về nhà, Thi bỏ mũ bảo hiểm ra là ôi dồi ôi, Thi đau váng hết cả đầu luôn. Váng hết và cứ phải đập 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 như thế này. Thi xong rồi mình cũng không hiểu đâu, nhưng mà cứ quán tính là mình thấy cứ đập đập xong cứ bóp 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 như thế này thì mình lại thấy là mình đỡ đau đầu, thế là mình cứ bóp 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 như thế này. Thì hóa ra mình bóp như thế để mình làm sao ạ? Mình gọi là giúp cho những cái cơ trơn, những ma mạch máu nó bớt bị co rút thì đỡ bị đau. Đấy, và mọi người biết không ạ, kể cả là trong gan của chúng ta nhá. Trong gan của chúng ta cũng sẽ có những cái đường ống. Hay là bệnh lý về cơ trơn liên quan đến cả dạ dày nhá mọi người nhá. Dạ dày nó co thắt, những cái cơn đau của dạ dày cũng là cơ trơn. Thì có một số người là ở đây thì Thi tin chắc chắn là mọi người đã có từng có đôi lần tự nhiên thấy đau thắt ở cái ngực phải, ở chỗ sườn phải. Thì rất là hiếm khi chúng ta có một cơn đau thắt và đau rất ngắn, rất nhanh, đi qua rất là nhanh. Đó có thể là gan của chúng ta bắt đầu lên tiếng đấy mọi người ạ. Đau nhói một cái rồi, đau như kiểu cái kim nó chích vào cạnh sườn này. Thì đó có thể là do có thể là tắc ở trong những cái cơ trơn ở trong gan, những cái cơn kích thích. Đó. Và Thi thấy ở đây rất là nhiều những cái câu chuyện rồi, Thi xin được mời lần lượt ạ. Chị Ngọc Hà Yên Bái ạ, em xin mời chị. Chị bật tiếng giúp em nhé, chị Hà nhé. Chào em Thi. Vâng, chào xin mời chị. Giới thiệu nhé, chị tên là Hà Yên Bái. Thì trước đây thì chị đúng là chị là siêu thị bệnh rồi, bởi vì là vừa bị khớp, vừa bị khớp và bị đau nửa đầu bên trái. Trước đây thì chị mới dùng có omega 3 và Granesec thôi, vì là ở cái thời điểm mà lúc còn trẻ lắm, là lúc đấy chị mới 20 tuổi thôi thì bắt đầu đi làm thì ở một cái công ty thì đi làm thì cũng áp lực công việc ấy. Công việc thì nặng nề lắm bởi vì làm rất là vất vả. Làm kế toán nhưng mà rất là vất vả thì cứ bị đau nửa đầu bên trái. Mà cũng đau xong đó là đau như là giả vờ ấy. Nó đang 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 nắng, ví dụ ngày hôm đấy mà đang nắng mà lại mưa xuống thì hôm đấy thì đau đau nửa đầu bên trái, đau không mở được mắt nữa luôn. Về nhà chỉ có nằm thôi mà người như giả vờ ấy, bởi vì là uống thuốc giảm đau xong ấy thì đến lúc dậy thì lại sáng dậy thì lại thấy bình thường. Nhưng mà người nó cứ nôn nao xong đó là buồn nôn ấy, xong đi làm lại thấy bình thường. Xong là về thì mấy hôm sau thì nếu mà nắng mưa không đều lại bị cứ như thế thôi. Đau suốt như thế mà đến khi lấy chồng vẫn bị đau như thế. Thế mà không biết là làm sao mà đi khám thì bác sĩ nói là bị rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình xong đó là cũng kê thuốc cho uống. Uống một thời gian thì vẫn cứ đau thôi. Có nghĩa là cứ hết hết thuốc thì khoảng tầm một tháng lại đau. Cứ hết thuốc tầm một tháng lại đau, đau suốt như thế. Thì đến năm 2017 thì... À, khi mà trải nghiệm cái Granet, lúc đấy chỉ dùng mỗi Granet và Omega 3 thôi, là để có cái chất lượng sữa cho con ấy. Thế khi mà uống cái hai cái thứ đấy thì để lúc đấy và uống để cho mắt sáng, uống cho mắt sáng thôi chứ cũng không nghĩ là uống để cải thiện được cái đau nửa đầu thôi. Mà khoảng tầm một tháng sau thì thấy mưa nắng cũng không thấy bị nữa. Đấy, rất là may. Vâng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn câu chuyện của chị Hà. Em phân tích một chút. Chúng ta còn nhớ không ạ? Omega 3 có khả năng làm tiêu đi những cái cục vón ở trong mạch máu. Thế là tại sao khi mà chị Ngọc Hà thì chị dùng Wellness với Omega 3 đúng không ạ?
thì cải thiện được cái tình trạng đau nửa đầu. Tại vì cái omega 3 nó sẽ loại bỏ những cái kích thích ở trong những cái niêm mạc mạch máu ở trên đầu của chúng ta. Đó, tại vì omega 3 nó sẽ tiêu đi. Đấy, ví dụ là ở thận thì có thể là hình thành sỏi thận, nhưng ví dụ như là ở trên những cái mao mạch dẫn máu lên trên đầu có thể là có những cái mảng máu đông. Đấy, nó sẽ có thể nó sẽ ứ đọng ở đấy và nó sẽ kích thích cái mao mạch nó co rút. Đấy, và khiến chúng ta sẽ có những cái tình trạng là mỏi cơ co rút nhiều và chúng ta bị đau. Hay là những cái vitamin nhóm B thì khi chị nào quan sát vào cũng sẽ hỗ trợ trong cái việc là sản sinh ra thêm. Đúng không ạ? À, rồi, thêm một câu chuyện nữa. Nhà mình có ai có câu chuyện về đau bụng kinh dùng wellness và cải thiện không ạ? Vì thi thấy là cái tình trạng này thì chị em phụ nữ cũng gặp khá là nhiều. Ok, vậy thì em sẽ em xin mời chị Hoài Xuyên nhé. Chúng ta sẽ đến nốt với chị Hoài Xuyên. Sau đấy thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bảo trợ Trang Phạm. Có chị Hương 92 nhóm Hồng Giang. Chị Hương thì không biết có online ở đây không ạ? Em mời chị Hoài Xuyên trước chị nhá. Chị ơi, chị bật mic lên chia sẻ nhanh cho mọi người được biết về ạ. Chị, chào Thi Thi. Chào rồi, cả nhà. Xuyên giới thiệu, Xuyên sinh năm 81 và hiện tại thì Xuyên đang bị F0 và cách ly. Và trong mấy ngày thì 7 ngày thì Xuyên đã trở lại âm tính rồi. Hôm qua Xuyên có được test lại thì âm tính rồi cả nhà. Vâng, tuyệt vời, chúc mừng chị. Thì trong quá trình thì tiện thể thi cho chị xin phép chia sẻ một chút về cái quá trình chị điều trị về bệnh COVID nhé. Vâng, vâng, chị chia sẻ cho mọi người biết. Chị cũng vào cách ly tập trung từ ngày 19, thì 3 ngày tiếp theo chị bị dầm mưa nên là chị phát phát bệnh nó nặng. Thế là vào ngày 19 đến ngày 20-21, 3 ngày chị không ăn được cái gì hết cả. Thì nên uống Nesquik và uống cái bột này lấy lại sức khỏe. Và bên cạnh đó thì Xuyên cũng cầm thêm một nắm nào là Nesquik này, tảo ngày 6-7 viên. Thì cũng không ăn được vì không có nhìn cơm thì nó cũng ngấy, nên là chỉ có uống bột thôi. Cũng may quá mình có bột, lại có đủ sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật. Thì cái bệnh đau đầu của Xuyên vừa nãy mà Xuyên muốn chia sẻ với mọi người ấy, thì Xuyên bị đau đầu khoảng tầm 3-4 tháng, rất là đau luôn. Đau nó do bị thoái hóa đốt sống cổ 3 đốt, đi khám ấy. Thì đi khám xong rồi Xuyên bị dùng wellness pack với lại bột, với lại về sau nữa Xuyên dùng canxi nữa là Xuyên cải thiện được 80%. Đau đến mức độ mà không đội được mũ bảo hiểm ấy cả nhà. Rất là tuyệt vời ạ. Vâng, mọi người cảm ơn chị Xuyên. Mọi người biết không ạ, khi mà bị thoái hóa đốt sống cổ thì rất là có thể là sẽ bị ảnh hưởng chèn lên những cái dây thần kinh trung ương mà từ cái phần cổ đi lên trên đầu. Thì khi bị chèn vào, bị ảnh hưởng, có thể là áp lực gây tăng những cái áp lực hoặc là những cái tổn thương lên, thì chúng ta sẽ có những cái cơn đau đó. Và chị Xuyên thì sử dụng liệu trình rất là đầy đủ luôn, cả wellness pack này, cả wellness bột và tăng cả canxi nữa. Như vậy là rất là đầy đủ như cái lý thuyết chúng ta học về cơ trơn, và cũng là hỗ trợ được cho cái bệnh nguyên nhân. Chúng ta phải tìm nguyên nhân, đúng không ạ? Nguyên nhân của cái bệnh của chị Xuyên thì lại đến từ cái việc là xương thoái hóa xương đốt sống cổ và nó chèn vào, nó ảnh hưởng, thì chúng ta loại bỏ được nguyên nhân và chúng ta bổ sung dinh dưỡng để cho nó phục hồi những cái cơ trơn nữa. Thế nên là chị đã loại bỏ được. Chúc mừng chị. Và cả nhà ơi, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy thôi, và chúng ta sẽ tiếp đến cái phần tiếp theo của bảo trợ Trang Phạm nhé. Xin mời bảo trợ Trang ạ. Ơi, từ đây, cảm ơn Thi Thi. Ok. Cảm ơn Thi Thi, cảm ơn cả nhà với những câu chuyện rất là cảm hứng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau tiếp về một chủ đề: làm thế nào để trở thành một người bán hàng xuất sắc. Ok, cảm ơn cả nhà. Còn rất là nhiều người đang chia sẻ câu chuyện đây này, chứng tỏ là chúng ta có rất rất nhiều câu chuyện
Và gần như mỗi người không chỉ một câu chuyện, ở đây chúng ta có 400, gần 450 người thì chúng ta sẽ thường là có nhiều hơn 450 câu chuyện đúng không? Không chỉ là bản thân mình mà gia đình mình, khách hàng của mình, mà mỗi người lại còn có khi lại còn có nhiều bệnh, và dùng những cái sản phẩm wellness của mình không chỉ cải thiện một bệnh mà lại còn cải thiện được rất nhiều bệnh, cải thiện được siêu thị bệnh nữa. Đó, và mọi người có bao giờ từng đã đặt ra câu hỏi đấy là tại sao cái sản phẩm Wanet là cái sản phẩm gì? Tại sao nó lại thần thánh như thế mà bạn bệnh nào cũng có thể cải thiện được? Rồi ai bị bệnh gì cũng tư vấn Wanet của Allframe. Rồi nhiều khi chúng ta thấy là mình cứ như là bác sĩ ấy, bệnh gì cũng thế vào hỏi cái này bệnh này Wanet có dùng được hay không? Rồi dùng sản phẩm gì thì cải thiện? Và gần như là chúng ta tư vấn combo wellness đúng không ạ? Rồi kết hợp thêm cái này, kết hợp thêm cái kia. Thì mọi người đã bao giờ từng thắc mắc như thế chưa? Bản thân em thì trước đây em cũng đã từng, khi mà chưa được học về y học dinh dưỡng, cách đây từ năm 2020 đổ về trước ấy, là em cũng đã từng suy nghĩ như vậy luôn mọi người ạ. Không hiểu là wellness nó là cái gì mà bệnh gì cũng tư vấn, nó là thuốc tiên này hay là cái gì? Đó, và cho đến khi mà mình tìm hiểu về y học dinh dưỡng thì mình mới biết. Đó, và giờ chúng ta đang đi sâu về y học dinh dưỡng và đang làm theo quy trình Wellness. Mọi người có biết là một trong những cái điều mà rất là quan trọng để gần như là một trong những điều gần như Trang đánh giá là quan trọng nhất để có thể trở thành một người bán hàng xuất sắc khi mà đi theo quy trình Wellness. Mọi người có biết là cái gì không ạ? Chúng ta cùng comment nhé. Theo mọi người thì đâu là một trong những điều mà quan trọng nhất để chúng ta có thể trở thành một người bán wellness giỏi ạ? Lan tỏa wellness giỏi ạ? Nhà mình cùng suy nghĩ nhá, mọi người cùng đoán xem nhá. Am hiểu về cơ chế bệnh, kiến thức wellness, hiểu về dinh dưỡng, hiểu về y học dinh dưỡng, cảm nhận sản phẩm, kiến thức, tình yêu, cảm nhận wellness, có kiến thức dinh dưỡng. Ok, chính xác ạ. Bởi vì Trang suy từ chính bản thân mình nhé cả nhà. Trước đây tụi Trang không phải là mới vừa dùng wellness đâu, mà đã dùng wellness rất là lâu rồi. Và wellness cũng đã cải thiện sức khỏe của chính bản thân mình khá là nhiều từ trước đây rồi. Tức là mình đã cảm nhận được wellness rất là tốt. Đó, nhưng mà thực sự là Trang gần như là chưa bán được wellness cho đến khi mà được học về y học dinh dưỡng mọi người ạ. Đó, mình không bán được wellness, chưa bán được wellness là vì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là không hiểu được cái sản phẩm wellness, cơ chế của nó tác động như thế nào mà nó đã cải thiện được bệnh, mình không đủ tự tin để mà tư vấn. Bởi vì trước đây Trang nghĩ là để mà tư vấn được một cái sản phẩm về dinh dưỡng và sức khỏe thì mình cần phải có am hiểu và có kiến thức thì người ta mới tin. Bởi vì một cái sản phẩm uống mọi người đâu phải bỗng nhiên người ta uống nghe mình và người ta uống, đúng không ạ? Chưa kể mình không phải là cái người mà có chuyên môn bên bên ngành y, bên bên ngành y học nữa, thì chắc chắn là rất là khó để tin. Cái thứ hai nữa là Trang cũng đã từng bán được Wanet, nhưng mà khách hàng người ta dùng một hai lần thôi và sau đó người ta không quay lại dùng lại tiếp. Nó và Trang gieo cho mình một niềm tin đấy là bán Wanet là cái sản phẩm mà thứ nhất là nó cũng hơi khó bán, thứ hai nữa là khó bán là bởi vì sản phẩm giá nó cao, đúng không ạ? Thứ hai nữa là mình chưa biết làm cách nào để khách hàng có thể tiếp tục sử dụng, bởi vì mình biết sản phẩm tốt nhưng mà mình không biết làm thế nào để khách hàng tiếp tục sử dụng. Không biết là mọi người có bị như thế không, có từng gặp những cái khách hàng mà dùng Wanet chỉ có một hai lần thôi và sau đó họ không quay lại dùng nữa. Có những người như thế, kể cả những người hiệu quả nhé, người ta cũng không quay lại dùng nữa. Không nói là những cái người mà không hiệu quả, người ta những người dùng hiệu quả sau đó người ta cũng thôi, người ta không dùng nữa. Đó, thì sau khi mà tìm hiểu được về y học dinh dưỡng thì Trang mới biết được là hóa ra mình chưa làm được, chưa kia tư vấn được Wanet, chưa chia sẻ được Wanet và chưa giúp được cho khách hàng, gần như là giáo dục được khách hàng hiểu được tại sao lại cần phải dùng dinh dưỡng và dùng một cách đều đặn. Thành ra là mình chưa có những người khách hàng trung thành. Và những người khách hàng trước đây của mình, của Trang thì cũng có, nhưng mà chỉ có dùng một vài lần là thôi, người ta không quay trở lại người ta dùng nữa đâu. Đó, thì cái y học dinh dưỡng nó là một trong những cái quan trọng mọi người ạ. Đó, và khi mà từ trước đến nay nhá, khi mà kinh doanh về về mỹ phẩm, thứ nhất là về mỹ phẩm chúng ta không cần phải
suy nghĩ và học quá nhiều kiến thức về mỹ phẩm, bởi vì nó là những cái rất là căn bản. Son thì mình chỉ biết là à, màu này hợp với da gì, màu kia hợp với da gì, hay là nó có thành phần gì, dưỡng ẩm như thế nào, hay là dưỡng da cũng thế. Tóm lại là nó không cần phải quá nhiều kiến thức chuyên môn, mình cũng có thể tư vấn được một cây son hay là một cái tuýp kem đánh răng, đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết đấy là hàng chuẩn, hàng nhập khẩu, an toàn là chúng ta có thể tư vấn được rồi đó. Và nhiều khi dựa vào mối quan hệ thân thiết nữa là người ta sẵn sàng, người ta mua ngay đó. Nên là trước đây thực sự là Trang không có đề cao cái việc là học kiến thức về sản phẩm hay là tìm hiểu về sản phẩm, mà mình nghĩ là chỉ cần giỏi kiến thức về xây dựng hệ thống, giỏi kiến thức về cách mình xây chân, giỏi kiến thức về cách mình có thể quản lý vận hành hệ thống thôi là mình có thể tự tin thành công với offering đó. Nhưng từ khi mà mình bắt đầu đi theo quy trình OneS nhá mọi người, Trang cảm thấy là nếu không có y học dinh dưỡng thì gần như là mình rất khó để mà thành công với quy trình OneS này được. Và lúc đầu khi bắt nhịp với quy trình OneS, Trang cũng đã từng có suy nghĩ là à, hệ thống của mình có những chuyên gia, những người này thì không cần phải giao cho họ về y học dinh dưỡng, họ cũng rất là thích, họ thích, họ nghiên cứu, họ tìm hiểu rồi. Ví dụ như Thi hay là chị Phạm Nguyệt trước đây Thi còn tìm hiểu về y học dinh dưỡng, về OneS trước khi cả chúng ta bắt đầu vào quy trình, đúng không ạ? Đó, rồi chị Phạm Nguyệt, rồi có bác sĩ Mận, rồi có chị Đào Hảo, có chị Vân Hồng, vân vân. Tóm lại Trang đã từng nghĩ là hệ thống của mình đã có những chuyên gia như vậy rồi, thì cái việc mà mình có giỏi hay không nó không quá quan trọng, bởi vì có chuyên gia rồi mà, đúng không ạ? Mỗi người giỏi một mảng. Nhưng mà dần dần thì Trang mới ngộ ra được là chuyên gia đâu phải có thể đi tư vấn khách hàng cho mình được đâu, đúng không ạ? Đó, chuyên gia cũng không thể thay mình tư vấn cho hệ thống của mình được. Đó, nên bất kỳ một cái kỹ năng nào cần thiết cho công việc kinh doanh của mình, để cho chỉ cần Trang, hôm qua mọi người có tham gia Zoom ạ, Trang luôn có tư duy là chỉ cần cái này cần cho công việc kinh doanh của mình, dù khó hay dễ, dù mình thích hay là mình không thích, thì mình nhất định mình sẽ cần phải học bằng được. Đó, trừ khi là mình không muốn phát triển công việc kinh doanh thôi, chứ còn nếu nó cần thì dù nó là cái gì đi nữa thì chắc chắn mình sẽ tìm cách để mình học. Đó, học một lần chưa nhớ mình sẽ học lần thứ hai, bởi vì trước đây Trang đã từng rất là sợ học với học dinh dưỡng. Mọi người không biết là có sợ hay không, nhưng mọi người có cảm thấy là lúc đầu khi mà chúng ta tìm hiểu với học dinh dưỡng, chúng ta nghe chuyên gia chia sẻ chúng ta thấy rất là hay, nhưng mà chúng ta rất khó nhớ ạ? Mọi người có bị như thế không? Chúng ta gần như là rất là khó nhớ về học dinh dưỡng, bởi vì là mình nghĩ nó là những cái chuyên môn đó. Và thậm chí là ngay từ cái lần đầu tiên mà Trang đọc về y học dinh dưỡng, Trang lại đọc cái cuốn là y học dinh dưỡng những điều bác sĩ không nói với bạn. Mặc dù có cái cuốn y học dinh dưỡng thất truyền trước, nhưng mà lúc đấy chưa có đọc. Và được lúc mà chị Hà Trâm đi ra ngoài Hà Nội và tặng cho mỗi leader cuối cuốn y học dinh dưỡng những điều bác sĩ không nói với bạn ý, thì chắc nghĩ đấy là cuốn sách hay và quan trọng nên mình đọc trước. Và đọc cái cuốn đấy thì nó khó hiểu hơn cái cuốn y học dinh dưỡng thất truyền nó rất là nhiều mọi người ạ, bởi vì nó có nhiều cái từ ngữ chuyên môn hơn. Bắt đầu là lúc đầu đọc cái câu chuyện của vợ bác sĩ thì mình còn hiểu, xong dần dần về sau đi vào những cái bệnh nó có những cái từ ngữ chuyên môn thực sự là không, rất khó hiểu luôn. Và Trang cảm thấy là hơi bị nản khi mà học về y học dinh dưỡng đó, cho đến khi mà mình nản là một phần. Thứ nhất là lúc đó chưa xác định được cái y học dinh dưỡng nó quan trọng với quy trình OneS. Cái thứ hai là vẫn đang có một cái tư duy là mình không học được, mình rất là khó. Thậm chí bạn bảo trợ giao cho nhiệm vụ tư chia sẻ về bệnh hay là về y học dinh dưỡng là Trang, thậm chí là Trang từ chối ngay từ đầu luôn, giao chức luôn là đừng giao cho em cái nhiệm vụ đấy. Đó, tức là mình trong một cái tâm lý của mình chưa sẵn sàng học, và cái thứ hai mình chưa cảm thấy nó quan trọng. Đó, nên là mình cảm thấy là học nó khó lắm, rất khó vào đó. Nhưng bắt đầu khi mà Trang thấy được là mình mà muốn có thể có một cái công việc phát triển, mình sẵn sàng, mình xác định cái tâm lý, cái tinh thần của mình là mình cần phải học đó. Và cái thứ hai nữa là mình bắt đầu là mình tìm kiếm những cái mà những cái gọi là những cái hay của y học dinh dưỡng đó, thì bắt đầu mình nuôi dưỡng cái tình yêu. Và thậm chí là Trang bị nghiện học với y học dinh dưỡng của mọi người nhé. Rất thích, rất hay luôn. Trong khi trước đấy mọi người chia sẻ về những buổi Zoom, mình nghe mình rất là tâm đắc. Và gần như là Trang chỉ thích nhất cái phần chia sẻ cảm nhận thôi, bởi vì nghe cảm nhận thì mình nhớ được. Nhưng mà trước đấy cái phần mà các chuyên gia nói về các bệnh là Trang nghe rất hay. Nhưng sau đó để mà hiểu và tư vấn lại được cho, nói chuyện lại được cho downline, hoặc là cho đội nhóm, hoặc là cho khách hàng của mình, thì gần như là mình đầu mình bị rỗng ấy, mình không nhớ được cái gì ấy mọi người. Không biết mọi người có bị như thế không đó. Nhưng mà Trang đã từng có cái giai đoạn bị như vậy luôn
Đó, và sau đó thì mọi người có muốn biết là làm cách nào để Trang có thể là bây giờ cũng chưa 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 phải là chuyên gia như là Thi Thi, nhưng mà về cơ bản là với các bệnh và với gần như là gặp khách hàng nào mình cũng có thể tự tin chia sẻ những cái kiến thức của mình về y học dinh dưỡng với họ rồi, thì bây giờ Trang cũng cảm thấy là mình khá là tự tin về những cái kiến thức căn bản mọi người nhé, chưa đi sâu nhưng chỉ cần căn bản thôi, giống như kiểu ngày xưa chúng ta học đi học ở trường lớp vậy ạ, chỉ cần chúng ta giỏi kiến thức trong sách giáo khoa thôi, những kiến thức căn bản thôi là chúng ta có thể được điểm 7, điểm 8 dễ dàng, thậm chí là điểm giỏi đấy. Đó, còn nếu mà chúng ta có những kiến thức cao hơn, nâng cao hơn thì chúng ta là học sinh giỏi, nhưng học sinh khá chỉ cần giỏi trong kiến thức trong sách giáo khoa thôi là đã trở thành học sinh khá rồi. Đó, nên là Trang cảm thấy là cái kiến thức về học dinh dưỡng của mình nó đang ở tầm khá, nhưng mà mình làm mạnh ở cái điểm đấy là mình rất là tích cực lan tỏa, chia sẻ cái sản phẩm ấy, chia sẻ cái kiến thức này cho những người xung quanh, cho downline của mình để họ cùng làm cái việc đó, cùng lan tỏa với mình đó, nên thành ra là chúng ta sẽ kết hợp nhiều yếu tố để chúng ta có thể thành công được với quy trình Wanet. Thứ nhất là chúng ta xác định được cái tinh thần của mình, đấy là kỹ năng nào, kiến thức nào cần cho công việc của mình thì mình nhất định phải học mọi người nhá, nhất định sẽ cần phải học sớm hay là muộn, thì nếu mà chúng ta có sớm thì có phải là sẽ tốt hơn không, đúng không ạ? Cái thứ hai là khi mà chúng ta biết, nhiều người rất biết là cái này cần phải học rồi nhưng mà học mãi không nhớ đúng không ạ? Thì có hai cách để chúng ta có thể nhớ được. Cách thứ nhất đó là chúng ta hãy nghe và đúc kết, đừng nghe không mọi người nhé. Ngay cả khi chúng ta có những cái bài đúc kết về các bệnh rồi thì chúng ta cũng hãy tự nghe và tự đúc kết lại thì chúng ta mới hiểu được cái bài đúc kết nó là như thế nào. Bởi vì cái bài đúc kết về bệnh của các chuyên gia ấy đôi khi nó cũng rất là ngắn gọn, bởi vì cái bài nó không thể cho vào đấy dài được, nên là những cái đoạn rất là ngắn gọn, nhìn ở ngoài thì rất là dễ hiểu, nhưng mà đọc sâu mà mình để mà mình phân tích kỹ về được cái bệnh đó, và nhất là những người mà người ta cần hiểu về bệnh đó của họ hơn ấy, thì thông qua cái bài đấy thì rất là khó để khiến cho cái người người khách hàng hay là người bệnh người ta hiểu được về cái bệnh của họ, nguyên nhân gốc rễ bệnh của họ là gì đó. Nên nếu mà chúng ta không nghe, đôi khi có những câu mình cần phải được nghe sâu hơn thì mình mới hiểu được cái câu đấy. Nếu chúng ta không nghe và chúng ta không đúc kết lại được thì gần như là chúng ta sẽ rất là khó hiểu về những cái ảnh cơ chế bệnh mà các chuyên gia làm mọi người. Trang thấy rất là hay, rất là đơn giản và rất là ngắn gọn súc tích rồi, nhưng bản thân Trang khi mà phân tích lại cho downline của mình thì Trang cũng thường là dùng những cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu trước đây, mình đã nghe, mình đã tự ngâm cứu, mình đã tự đúc kết được và phân tích lại cho downline của mình thì họ mới hiểu đó. Nên là chúng ta những cái buổi bây giờ chúng ta đã có những cái buổi y học dinh dưỡng này, và Trang nhớ chính xác là cái lần đầu tiên mà hệ thống của mình đọc về y học dinh dưỡng thì Trang đã dần dần là Trang Trang làm những cái bài đúc kết của mình. Biết là mọi người có theo dõi cái Facebook của trên cái Facebook của Trang này, Trang có tạo một cái album là đây, mọi người đợi một chút, Trang mở cái album về kiến thức về dinh dưỡng sức khỏe. Đây cả nhà này, cũng mới thôi. Trang nhớ là bắt đầu tháng 4 là chúng ta đi theo quy trình Wanet, nhưng mà đến gần như là tháng 6 thì Trang mới gọi là bắt đầu vào guồng học với quy trình Wanet. Mình cảm thấy là thấm thía, mình cảm thấy nó hay và mình biết là nó quan trọng để mình học một cách nghiêm túc ấy. Đó, ngoài những bài đi copy nha mọi người nha, thì Trang bắt đầu đây này, từ tháng đây là tháng 10 rồi, là nhiều bài mình copy rồi. Nhưng mà trên đây là Trang có những bài đúc kết về bệnh béo phì, về bệnh huyết áp cao, về bệnh tiểu đường đó. Thì tự nhiên là sau mỗi lần mình đúc kết mình hiểu được bản chất bệnh là như thế nào, nguyên nhân là từ đâu, cơ chế như thế nào. Tự nhiên không kéo được, mọi người mà vào được đây thì mọi người kéo lên, mọi người sẽ thấy là rồi Trang viết về những cái sản phẩm ví dụ như coenzyme Q10 rồi atazatin các thứ. Tự nhiên là sau mỗi lần mình viết như thế, tự nhiên ở trên điện máy tính không kéo được mọi người ạ. Tí nữa mọi người có thể vào, Trang có một cái album là kiến thức về sức khỏe thì Trang có chia sẻ trên đấy, và Trang cảm thấy là từ khi mình đúc kết là mình hiểu hơn rất là nhiều đó. Nên là bản thân chúng ta nếu mà chúng ta muốn biến kiến thức đó thành kiến thức của mình, hiện tại thì kiến thức nó vẫn là của sách, nó vẫn là của chuyên gia, nó vẫn là của hệ thống thôi, nhưng bây giờ chúng ta muốn biến kiến thức đó thành kiến thức của mình thì chúng ta cần phải sẵn sàng đầu tư công sức để chúng ta học mọi người ạ.
Đó, chúng ta sau những chỉ cần một lần chúng ta đúc kết thôi là chúng ta nhớ, bởi vì khi mà chúng ta tìm hiểu thì bệnh này nó sẽ liên quan đến bệnh kia. Các bệnh nó liên quan đến nhau ấy, ví dụ như huyết áp, tim mạch, rồi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, không phải là nó nguyên nhân chính, nó vẫn đều là từ gan đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ dần dần mình hiểu được cái tuần hoàn trong cơ thể của mình. Đó, cấu tạo các bộ phận trong cơ thể của mình, và cái bộ phận này nó sẽ liên quan đến bộ phận kia, nguyên nhân của bệnh này nó sẽ dẫn đến bệnh kia đúng không ạ, nguyên nhân bệnh về gan nó dẫn đến bệnh về tiểu đường kiểu như thế, thì nó dần dần là mình sẽ sâu chuỗi lại nó được với nhau. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ cảm thấy là rất là yêu và đam mê cái dinh dưỡng, bởi vì là chỉ cơ thể của mình chỉ nguyên cái hiểu về y học dinh dưỡng là gì thôi là chúng ta đã cảm thấy được là cái dinh dưỡng nó quá là hay. Tức là đi sâu về các bệnh là chúng ta đi đi sâu về chi tiết nha mọi người nhé. Đôi khi có những khách hàng Trang chỉ cần chia sẻ về y học dinh dưỡng là gì thôi, tại sao bây giờ họ có bệnh họ cần phải dùng dinh dưỡng để hồi phục mà không phải dùng thuốc tây hay là dùng bất kỳ một cái phương pháp khác. Có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu được ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ người ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại, có lẽ đã yêu. Dịu êm với gió xuân từng đêm, với đỏ hoa trước thềm. Làm thế giới của tôi đổi thay, những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây. Người gì mà ngoan quá trời, lại còn hay mỉm cười, làm lòng tôi rối bời. Xót xa lùi dần vào lãng quên, chỉ để lại thiên tha. Rồi tôi đã yêu như mới yêu. Bình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữa. Đừng mang trái tim yêu mến tôi hơn chính tôi. Người lo giấc mơ, tôi sẽ là cũng đã rất thuyết phục rồi.
Tức là những ngày đầu tiên Trang chưa hiểu về bệnh thì Trang hay nói về cơ chế học dinh dưỡng. Bây giờ bác có bệnh cơ thể tế bào đang bị tổn thương, thì bây giờ tế bào tổn thương thì mình cần dùng những nguyên liệu tái tạo lại cái tế bào đó, hồi phục lại tế bào mới và bảo vệ những cái tế bào gốc của mình, thì cơ thể của mình mới có thể khỏe mạnh dần lên được chứ, đúng không ạ? Đó, chứ thức ăn của tế bào đâu phải là thuốc đâu. Nên là mình có uống thuốc này từng này hay uống thuốc nữa đi nữa thì nó cũng không thể là giúp cho tế bào của mình khỏe mạnh hơn. Nên đó là nguyên nhân tại sao mình uống thuốc tây mãi cơ thể của mình chẳng hồi phục, mà thậm chí lại ngày càng nặng đi, bởi vì là uống thuốc tây vào nó sẽ làm tổn hại các cơ quan nội tạng của mình, đúng không ạ? Đó, thì dần dần họ hiểu ra điều đấy, nên họ nghĩ là bây giờ có bệnh thì cần phải dùng dinh dưỡng để hồi phục. Đó, thì lúc đầu khi mà chưa hiểu về bệnh, Trang chưa phân tích được bệnh thì Trang hay nói về cơ chế của y học dinh dưỡng. Cứ phân tích như thế họ hiểu được là bây giờ họ cần phải dùng dinh dưỡng thì mới hồi phục được. Thế là ok. Đó, xong dần dần về sau mình nâng tầm của bản thân mình hơn, mình hiểu về các bệnh như thế nào, bệnh tiểu đường ra sao, bệnh huyết áp như thế nào, bệnh đại tràng như thế nào, bắt đầu mình có thể tư vấn được thì họ lại càng tin hơn nữa. Đó, và lúc đó chúng ta đi tư vấn, đi chia sẻ không phải là bán hàng nữa, mà chúng ta đang lan tỏa những kiến thức mà chúng ta học được cho những người xung quanh. Ví dụ khi mà Trang đi ra ngoài hôm vừa rồi, trong về quê Trang gặp một bác rất là béo, bác rất là béo luôn, và mình đi gội đầu, mình có gặp bác thì Trang không có tư vấn về bệnh gì hết. Trang chỉ nói bác ơi, bác cơ thể bác như thế này có phải là bác cũng đang gặp rất là nhiều vấn đề về gan rồi về sức khỏe của bác liên quan đến bệnh van gan nhiễm mỡ máu nhiễm mỡ không. Thật ra thì cái đấy mình chẳng có chuyên môn, mình biết được ngay béo thì kiểu gì chẳng bị những cái bệnh đấy, đúng không ạ? Đó, sao bác bảo đúng rồi đó, mà bác cũng giảm cân này kia mà không hiệu quả. Thì ban đầu Trang chia sẻ là bác ơi, mình phải hiểu được cái gốc rễ, cái nguyên nhân tại sao mình lại bị thừa cân như thế thì mình mới biết cách để mình có thể xử lý và mình dùng những biện pháp giảm cân nó an toàn. Không chỉ là giảm được cân mà nó còn tốt cho sức khỏe của mình, nó còn cải thiện được cái bệnh lý ở trong cơ thể của mình nữa cơ. Chứ nhiều khi mọi người cứ nghĩ là mình thừa cân chắc là mình đang thừa chất, rồi cái việc mà cơ thể của mình hấp thụ tốt nên ăn ít, thậm chí là uống nước lãi không khí mình cũng tăng cân, đúng không? Nhưng không phải đâu. Đó, xong thành ra mọi người cứ nghĩ là cơ thể của mình thừa cân như thế này là thừa nhiều chất dinh dưỡng quá rồi, mọi người cứ cố gắng nhịn ăn, nhịn được càng nhiều càng tốt, mình không đói là không ăn. Nhưng không phải, nguyên nhân của những người mà bị béo ấy là thường là do cái gan của mình bị tổn thương. Bắt đầu Trang phân tích, đó, Trang nói chuyện với họ về gan của mình, cái chức năng, cái gan của mình bị tổn thương và chức năng chuyển hóa chất béo ở gan nó có vấn đề, nó không được chuyển hóa tốt, nên thành ra là dinh dưỡng đi vào cơ thể của mình nó không chuyển hóa được, thì nó sẽ thành những cái năng lượng dư thừa và thành mỡ trong cơ thể của mình, đúng không ạ? Đó, vậy thì đó là nguyên nhân tại sao mà mình ăn ít mà cơ thể của mình vẫn bị tăng cân, là bởi vì cái gan của mình nó đâu hấp thụ được, nó đâu chuyển hóa được. Đó, nên mình thừa cân là do cơ thể của mình có quá nhiều những cái năng lượng dư thừa không thể chuyển hóa được, nó tích thành mỡ, mà trong tế bào của mình nó lại vẫn bị thiếu hụt dinh dưỡng. Đó, nên là đặc biệt là càng những người thừa cân thì lại càng nhiều bệnh và sức đề kháng rất là yếu. Bắt đầu mình cứ phân tích ra như thế. Thế bây giờ bác muốn xử lý được cái vấn đề bác muốn giảm cân một cách lành mạnh thì bác đầu tiên là bác cần phải cải thiện chức năng chuyển hóa ở gan cái đã. Đó, mà gan thì nó cần protein để có thể tái tạo và phục hồi, đúng không ạ? Đó, nên bác dùng cái gì thì bác cần phải dùng protein. Bác cũng cần cung cấp những protein tốt cho cơ thể của mình. Nó giúp protein tốt đến từ đâu, bắt đầu mình lại chia sẻ. Đó, xong rồi bây giờ bác cần phải làm sạch cái mạch máu của mình để giúp cho cái quá trình chuyển hóa tốt hơn thì dùng cái gì. Đó, xong rồi các bữa ăn của mình ra sao, tức là mình tư vấn, mình chia sẻ cho họ những cái kiến thức như thế, không nói gì với sản phẩm OneNet cả. Đó, xong rồi Trang mới nói qua trở lại là thế bây giờ hiện tại bác đang giảm cân thì bác có đang dùng những cái sản phẩm như vậy hay không, bác phải dùng những cái đó thì bác mới, tức là protein omega 3 rồi vitamin khoáng chất các thứ ấy, thì Trang có chia sẻ cho bác cái cách để có thể giảm cân lành mạnh. Sau đó mình mới nói là nếu mà bác chưa biết mua cái đấy ở đâu hay là bác dùng cái nguồn nào cho nó hiệu quả thì cháu giới thiệu cho, chia sẻ cho bác cái dòng này. Bản thân gia đình cháu cũng đang dùng và rất là nhiều người thân trong gia đình họ hàng cũng đang dùng, rất là hiệu quả rồi. Không chỉ là giảm được cái cân nặng cho mình mà nó cải thiện được bệnh lý rất là tốt. Cái này là dinh dưỡng cho tế bào, và bắt đầu mình mới nói về thì bác mới nói là bác đang dùng cái này, bác lấy ở bệnh viện Hà Nội gì ấy. Thì bác không nói rõ, nhưng bác nói là bác mới lấy cách đây khoảng 1 tháng mà uống chưa hết. Lúc nào bác uống hết thì bác nhờ cháu lấy. Đó, tức là bản chất của cái việc lan tỏa wellness chỉ đơn giản là mình phải có kiến thức, mình lan tỏa được những cái kiến thức mà mình có thì dần dần là những người khách, những người xung quanh mình họ cảm thấy mình là cái người mà hiểu biết về dinh dưỡng, về sức khỏe, chứ không phải là vì mình bán sản phẩm này mình nói hay về sản phẩm. Mình phải có kiến thức mọi người nhé. Đó, thì khi mà mình chia sẻ họ sẽ tin và thuyết phục hơn rất là nhiều, mà mình nói đúng nữa thì họ lại càng nghe. Đó, và để nói đúng thì chỉ
chỉ khi chúng ta có kiến thức thôi, đúng không ạ? Đó, nên là chúng ta cần có kiến thức và học bằng cách đấy, bằng hai cách. Ban nãy Trang mới nói cho mọi người một cách thôi, đúng không? Đó là đúc kết, đúng không ạ? Đó, và cách thứ hai đó là chúng ta khi mà học được một cái gì đó thì chúng ta tìm ngay một cái người mà có vấn đề đấy để chúng ta tư vấn ngay, hoặc ít nhất là chúng ta hãy cần luyện tập lại với đội nhóm của mình, với downline, với bảo trợ của mình để mình nhớ mọi người nhé. Bởi vì học xong chúng ta rất là dễ quên. Trang thấy là có những lần mà mình đúc kết xong mà mình không chia sẻ lại cho ai ấy, thì mình rất là dễ quên. Sau này khi mà Trang đúc kết về cái bệnh huyết áp cao xong, thì sau khi mà gặp một cái bệnh nhân mà có huyết áp cao thì Trang vẫn cần phải nhìn lại cái bài đó để Trang chia sẻ lại cơ mọi người ạ. Đó, nên là cách để học nhanh nhất đấy là chúng ta tìm ngay, người ta bảo học đi đôi với hành ấy, chúng ta tìm ngay một cái người có vấn đề sức khỏe mà chúng ta vừa được học ấy, chúng ta chia sẻ ngay, chỉ đơn giản là chia sẻ kiến thức để mình nhớ bài thôi, chứ không phải bán hàng mọi người ạ. Đó, ví dụ như hôm vừa rồi Trang cũng chia sẻ với mọi người đấy, Trang chia sẻ cho bạn thân của Trang có mẹ bị bệnh tuyến giáp ấy, thì khi mà mình học xong mình mới nhớ, mình bắt đầu đi tìm kiếm là thế trong mối quan hệ của mình có ai bị tuyến giáp nhỉ, mà mình chưa tư vấn về cái sản phẩm wellness nhỉ, thì bắt đầu Trang mới nhớ ra mẹ của bạn thân. Có lần bạn ấy không về đám cưới của Trang được là vì đưa mẹ đi mổ, thì mình nhớ ấn tượng cái lần đấy, thì hỏi ra thì mới biết là đúng là tuyến giáp thật. Bắt đầu mình chia sẻ những kiến thức về tuyến giáp thì Trang nói là mày ơi, có phải là cái lần mà tao cưới mày bảo là mày đưa mẹ đi mổ gì đúng không, thì nó bảo ừ, bị đi mổ tuyến giáp. Ừ đấy, tao cũng nhớ mang máng như thế mà không nhớ chính xác. Xong vừa rồi được học về y học dinh dưỡng, mà nhất là học về cái bệnh tuyến giáp ấy, tao thấy có mấy cái hay quá mà nhớ mẹ mày hình như bị như thế, nên là đang inbox để chia sẻ cho mày những kiến thức không rồi tao vừa được học, biết đâu mình có thể là chăm sóc sức khỏe cho mẹ tốt hơn. Nó bảo ừ, như thế nào, bây giờ sức khỏe mẹ tao cũng yếu lắm, ăn uống kém. Bắt đầu đấy là mình vào cầu mình tư vấn luôn cả nhà đó. Nên là chúng ta xong bắt đầu Trang chia sẻ về kiến thức thôi, xong rồi Trang chốt lại là bây giờ chỉ có ăn uống tẩm bổ dinh dưỡng cho mẹ thì mẹ mới có thể hồi phục được thôi. Mà dinh dưỡng ở đây nó cần phải cân bằng, rồi dinh dưỡng cho tế bào cơ thể mới không phải mất thời gian chuyển hóa quá nhiều đó. Thế bảo xong rồi nó mới bảo là thế mày biết sản phẩm gì đó, mặc dù bản thân nhá nó biết mình làm wellness rồi nhưng mà nó cũng không biết là về wellness cụ thể nó là như thế nào, nó là dinh dưỡng ra sao, đúng không ạ? Đó, nên nó tưởng là có một cái sản phẩm gì. Nó bảo xong rồi lúc đó Trang mới bảo là wellness là tao và gia đình tao vẫn đang dùng đây này. Tao bắt đầu mình chia sẻ kiến thức về cái sản phẩm đấy thì nó mới bắt đầu biết. Đó, đây lại mọi người lại thêm học thêm một bài học. Trang thì lúc nào cũng nghĩ là à, mình bán cái này mình đăng lên Facebook thường xuyên thì bạn bè người thân của mình thì ai chẳng biết, đúng không? Nhưng cho đến khi mình phải tiếp cận, mình tư vấn với họ, mình nói chuyện với họ về cái sản phẩm đấy, về bệnh các thứ, thì họ mới biết, họ mới quan tâm thực sự mọi người ạ. Nhiều khi là mình chỉ lướt qua thôi, giống như là những cái bài mà bạn bè mình đăng mà về bán hàng ấy, nếu nó không phải là nhu cầu của mình có khi mình cũng lướt luôn, đúng không ạ? Đó, nên là nhiều người là có một cái tâm lý là cũng có thể là giống Trang lúc đầu đấy, là mình nghĩ là mình cứ đăng lên Facebook rồi bạn bè người thân của mình thì họ cũng nhìn thấy, mà nếu họ quan tâm thì họ cũng sẽ tự hỏi, không cần mình phải chủ động nhắn tin tư vấn thì lại giống như là mình đang mời chào, đúng không ạ? Nó, nhưng nếu mà mình biết cách nói chuyện, biết cách dẫn dắt thì đâu phải mình đang mời chào, mình đang chia sẻ kiến thức cho họ đấy chứ, đúng không ạ? Đó, nên là chúng ta hãy tích cực chủ động chia sẻ cho tất cả mọi người trong mối quan hệ của mình nhé. Mặc dù là bạn thân, bạn của Trang thì nhiều người chưa quan tâm đến sức khỏe bởi vì đang còn trẻ, nên thành ra là mọi người chưa đề cao cái sức khỏe. Nên bây giờ mình có thể tìm hiểu về bố mẹ của bạn mình xem là có vấn đề gì, bởi vì bố mẹ của bạn giống như là bố mẹ của mình mà, đúng không ạ? Chắc chắn cũng sẽ có những cái vấn đề sức khỏe khi mà càng ngày càng có tuổi. Đó, nên mình tìm hiểu, mình tư vấn thì chắc chắn là các bạn mình sẽ quan tâm hơn. Đó, thì đấy là cách thứ hai mọi người nhé, là mình tìm ngay một ai đó để chia sẻ kiến thức mà mình vừa học được. Đó, nếu mà chưa có ai có bệnh đó thì chúng ta có thể với những cái người downline, những người bảo trợ hay line ngang trong hệ thống của mình luôn, đúng không ạ? Thì đấy là hai cách để Trang có thể học một cách nhanh nhất. Thì trước đây là Trang toàn là luyện trước thôi, bởi vì bản thân mình là một người bảo trợ nên là mình rất là muốn là mình bảo trợ của hệ thống và rất là muốn là có mình có kiến thức ấy, thì mình mới tự tin phân tích và nói chuyện lại được với downline. Nên thường là Trang cứ học xong Trang đi hành luôn để mình có kiến thức, xong bắt đầu mình chia sẻ những cái kiến thức mình học được cũng như là những cái kinh nghiệm thực tế mình đã áp dụng như thế nào, thì nó thiết thực hơn cho đội nhóm của mình rất là nhiều. Đó, thì đấy là hai cách để chúng ta học. Và học xong có kiến thức rồi thì không phải ai có kiến thức cũng có thể là kinh doanh giỏi đâu mọi người ạ. Đúng không ạ? Mọi người thấy là không phải ai có kiến thức cũng là cái người lan tỏa qua nét tốt, không phải ai có kiến thức cũng là cái người kinh doanh giỏi đâu. Đó, nên việc của chúng ta là cần phải hành động.
Đó. Và bây giờ khi mà có kiến thức rồi, đi đâu mình cũng nhìn thấy người bệnh luôn mọi người. Đi đâu mình cũng sẽ khai thác, gợi mở cái nhu cầu của khách hàng. Bầu trời là đôi tay, nhìn tường là đôi chân. Tôi đang vui bước đi trong lòng đường lầm lừng. Tự hào là cơn gió nhẹ nhàng phiêu lãng phương trời xa. Tôi vô tư coi bốn phương là nhà. Cần khám phá những vùng cần đi qua, hôm nay say vẫn luôn đồng đầy trái tim ta. Đừng hào là cơn gió nhẹ nhàng phiêu lãng phương trời xa, tôi miên mang vui bước bên đời hát ca. Một con đường mùa gió, một con người đầy đó, và chân người đi hết nắng hết gió mưa vẫn còn chưa quay về. Nụ cười hành trang vắt vai, đường xa làm nên chí trai. Dù đã lớn với những nỗi khát khao trẻ con, một con đường của gió, một con người đầy đố, bàn chân người đi hết nắng hết gió mưa vẫn còn chưa quay về. Những con đường tôi đi qua giờ đây ngập màu lá hoa, những tương lai thanh thang không sẽ không còn xa. Bước đi trong lòng cứ lững lờ, tự hào là cơn gió nhẹ nhàng phiêu lãng phương trời xa. Tôi vô tư coi bốn phương là nhà. Nhiều điều cần khám phá, những vùng cần đi qua. Hôm nay say vẫn luôn đong đầy trái tim ta. Tự hào là cơn gió nhẹ nhàng phiêu lãng phương trời xa. Tôi miên mang vui bước bên đời hát ca. Con người đây đó, chân người đi hết nắng hết gió mưa vẫn còn chưa quay về. Những người hành trang vắt vai, đường xa làm nên chí trai. Dù đã lớn với những nỗi khát khao trẻ con, một con đường của gió, một con người đây đó, bàn chân người đi hết nắng hết gió mưa vẫn còn chưa quay về. Những con đường tôi đi qua giờ đây ngập màu lá hoa. Những tương lai thanh thang cũng sẽ không còn xa. Một con đường của gió, một con người đầy đố, bàn chân người đi hết nắng hết gió vẫn còn chưa quay về. Người hành trang vắt vai, ra làm đêm chí trai. Những tương lai thanh thang cũng sẽ không còn xa. Ví dụ cái này sang học được của mẹ hợp đó, là ví dụ đi gặp ai cũng thế, bảo ui chị ơi sao dạo này da của chị xám xịt mẹ hợp hay như thế, da của chị lại xám xịt thế, mắt thì hơi thâm đây này, hay là chị mất ngủ à, trong người sức khỏe thế nào mà em thấy da của này chị hơi xám đó. Và thật ra ở quê thì da của ai chẳng hơi xám đúng không, nhưng mà chúng ta cứ bắt bệnh ra như thế thì kiểu gì họ cũng sẽ nói ra vấn đề sức khỏe của họ đó. Còn nếu bình thường mà chúng ta hỏi là chị ơi chị khỏe không, đợt này sức khỏe chị thế nào, thì thường câu trả lời chung là chị khỏe, sức khỏe vẫn tốt đúng không ạ. Đó chứ chẳng ai tự nhiên lại khơi ra cái bệnh của mình cả, rất ít người tự nhiên chia sẻ ra cái bệnh của mình, mà thường là mình phải bắt bệnh trước nó. Hay là giống như Trang gặp cái tình huống mà bác ở cái quán tiệm gội đầu đấy ạ,
Đó thì Trang thấy bác béo thì Trang nghĩ ngay là bác kiểu gì cũng sẽ có những vấn đề về gan và liên quan đến những cái bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, huyết áp, và mình hỏi ra đúng y chang như vậy thật luôn. Đó thì tự nhiên người ta nói nghĩ là à, chắc mình phải là cái người gì trong ngành hay sao mà nhìn nhìn mình cái là biết ngay được là bệnh gì đúng không ạ? Thì họ lại càng tin hơn. Đó, nên là Trang thấy là cái việc mà chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta cần phải tích cực lan tỏa và chia sẻ những cái kiến thức đó cho những người xung quanh. Đó thì cái tốc độ lan tỏa của mình mạnh mẽ bao nhiêu thì công việc của mình nó sẽ thành công, nó sẽ phát triển bấy nhiêu mọi người ạ. Đó, mình lan tỏa cho cả chính bản thân mình để mình có câu chuyện thực tế, và sau đó mình lại chia sẻ, mình truyền cảm hứng lại cho downline của mình, và mình tìm kiếm thêm những người cùng lan tỏa với mình, thì cái công việc nó sẽ nhân rộng rất là nhanh. Chứ nếu mà một mình phải làm thế nào để giả sử như mình thuộc tầm trung, tầm khoảng 7-8 điểm, thì mình cũng cần phải giúp cho đội nhóm của mình phải có kiến thức tầm như thế để họ cũng có thể tự tin lan tỏa. Chứ còn một mình giỏi, rất là giỏi, nhưng đội nhóm của mình lại chưa tự tin hay là chưa có hành động mạnh mẽ, thì thành ra là một mình chỉ lan tỏa cho được khoảng 10, 20, 30 khách hàng như vậy thôi. Đó, nhưng có 10 người có phải chúng ta sẽ lan tỏa được cho 100, 200, 300 khách hàng đúng không ạ? Đó, nên là chúng ta giỏi rồi, chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta cần phải nhân rộng. Nhưng bây giờ trách nhiệm để động lực để chúng ta giỏi đấy là chúng ta cần phải có kiến thức trước, thì chúng ta mới dạy lại được cho đội nhóm, cho hệ thống của mình, và chúng ta chăm sóc khách hàng của mình một cách tốt nhất đúng không ạ? Đó, hay là khách hàng cũng thế, có nhiều người dùng chưa hiệu quả thì mình cần có kiến thức để mình có thể tư vấn định hướng được cho họ, thậm chí dùng hiệu quả rồi mà họ lại muốn dừng thì mình cũng cần có kiến thức để mình lại tư vấn cho họ dùng cái gì để duy trì sức khỏe của họ. Chứ nếu mà không có kiến thức thì thường là mình sẽ không biết nói gì đúng không ạ? Mình không biết xử lý những rào cản như thế thì thường khách hàng họ sẽ không tiếp tục dùng nữa. Đó, nên là cái y học dinh dưỡng nó rất là quan trọng mọi người nhá. Và đây là cái giai đoạn mà chúng ta đang được đi lại một lần nữa về cái cuốn y học dinh dưỡng thất truyền. Và cái thứ hai nữa lại là cái giai đoạn vào Tết, nên chúng ta sẽ dần dần mình chúng ta sẽ có thời gian hơn. Đây là cái thời gian mà chúng ta sẽ rèn binh, chúng ta sẽ mài rìu. Đó, và sau Tết chúng ta sẽ bắt đầu ra quân đúng không ạ? Sau Tết bắt đầu tầm khoảng mùng 6 ra là bắt đầu có thể đăng ký người mới rồi, chúng ta có thể đặt nhận được đơn hàng rồi. Nên nếu mà giai đoạn này chúng ta làm tốt mà lại kết hợp thêm cái việc đấy là chúng ta lại được gặp gỡ rất là nhiều người, bởi vì Tết là đoàn viên mà, chúng ta được gặp gỡ người này người kia, thậm chí có rất là nhiều mối quan hệ lâu rồi chúng ta chưa được gặp, nhưng Tết chúng ta mới được gặp đúng không ạ? Thì nếu không nó có kiến thức thì chúng ta có thể chia sẻ và kết nối rồi chia sẻ những cái kiến thức mình vừa được học cho mọi người xung quanh luôn đúng không ạ? Thì Tết là một cái cơ hội rất là tốt, mình vừa có nhiều thời gian hơn để mình có thể là rèn giũa kiến thức và kỹ năng của mình này, xong rồi mình lại có cơ hội để mình được gặp gỡ kết nối nhiều người để mình chia sẻ những kiến thức mà mình có này. Đó, nên là Trang thấy đây là một cái thời điểm rất là quan trọng, nên Trang rất là muốn chia sẻ những kiến thức này ngày hôm nay để cho mọi người bắt đầu trang bị cho mình những cái cách để mình có thể học y học dinh dưỡng một cách hiệu quả nhất. Bởi vì có rất là nhiều người nghe đi nghe lại, nghe rất nhiều lần, không chỉ ở đây mà trong đội nhóm của Trang rất là nhiều mọi người ạ, nghe đi nghe lại nghe rất nhiều lần nhưng mà không nhớ được. Đó, thì chúng ta cần phải đúc kết lại được nha mọi người nhé. Nghe những cái buổi hôm qua Trang cũng nói rồi đấy, học thì chúng ta học phải tập trung thì chúng ta mới nhớ được những cái gì mà những người bảo trợ, những người downline của mình những người thành công chia sẻ. Thì y học dinh dưỡng cũng thế, chúng ta lại thậm chí còn cần một cái sự tập trung cao hơn về bệnh gì, bắt đầu chúng ta gõ ra nguyên nhân của bệnh đó là gì. Đó, thế tại sao dinh dưỡng lại có thể cải thiện được, và dinh dưỡng cải thiện như thế nào, các từng sản phẩm từng thành phần nó cải thiện ra sao, có tác động đến cơ thể của mình như thế nào, rồi y học Tây tại sao không xử lý được vấn đề tận gốc. Mình chỉ cần phân tích được ba cái điểm đấy thôi là mình tự tin tư vấn được bệnh rồi mọi người ạ. Ok không ạ? Đó, thì đó là một vài kiến thức mà Trang muốn chia sẻ thêm với cả nhà mình ngày hôm nay để mình có thể tận dụng cái Tết của mình một cách hiệu quả nhất mọi người nhé. Thời gian Tết là thời gian chúng ta rèn quân, rèn binh, rèn kỹ năng, mài rìu để sau Tết là chúng ta có thể gọi là xuất chiêu ngay được đúng không ạ? Bắt đầu thu hút được những cái người mà bắt đầu là mình có được những cái người downline trong hệ thống của mình, họ rất là giỏi những kiến thức đó và họ cùng mạnh mẽ đi lan tỏa qua nét cùng với mình. Và đây là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ gieo hạt những gần như là mình sẽ tập trung vào chính bản thân mình có những cái mục tiêu này, những cái định hướng cho năm mới này, mình có những cái kiến thức này, những cái kỹ năng cần có này, đó, và mình kết nối các mối quan hệ trong cái thời gian này, gieo hạt trong thời gian này để nó là một cái tiền đề rất là tốt cho năm 2022 cả nhà nhé. Ok ạ. À, đó thì Trang rất là hy vọng tất cả chúng ta ở đây dần dần cái cộng đồng mà học với học dinh dưỡng của chúng ta ngày càng sẽ tăng lên, sẽ lớn mạnh hơn, và chúng ta sẽ có rất là nhiều những người bác sĩ của chính bản thân mình, bác sĩ của gia đình của mình và những người xung quanh mình.
Và bây giờ thì Trang thường đi đâu thường hay nói là bây giờ cháu đang nghiên cứu về y học dinh dưỡng, nên là cháu biết những cái cách để mình có thể dùng dinh dưỡng để cải thiện bệnh của mình rất là hay. Nên bác mà có vấn đề gì về sức khỏe, hay là cô hay chú có vấn đề gì về sức khỏe, thì cô chú có thể chia sẻ với cháu trước để xem mình có thể dùng dinh dưỡng để mình cải thiện, mình điều trị được cái bệnh đấy của mình hay không nhá. Bởi vì cháu học cái kiến thức này chủ yếu là để phục vụ cho gia đình của mình thôi, cho bản thân cháu, cho gia đình, những người ruột thịt trong gia đình và những người họ hàng trong gia đình của mình. Nên là cháu cũng rất là mong là chia sẻ những kiến thức này để giúp cho mọi người có thể là hồi phục cái sức khỏe của mình tốt hơn. Mình không phải bị phụ thuộc vào thuốc, hay là mình cũng không phải là bị phụ thuộc vào bệnh viện, hay là bị phụ thuộc vào các bác sĩ, đúng không ạ? Bởi vì nhiều bác sĩ cũng bó tay mà. Nhiều bệnh, nhiều bác sĩ cũng bó tay với các bệnh đấy. Nên mình có kiến thức thì mình sẽ chủ động với sức khỏe của mình và cuộc sống của mình hơn, đúng không ạ? Đó, nên là đi đâu gần như là mình cũng hay nói trước. Nếu mà giống như một người bác sĩ nếu không mặc áo blue thì cũng chẳng ai biết đó là bác sĩ, đúng không ạ? Đó, nên là nếu mà chúng ta có kiến thức về y học dinh dưỡng, chúng ta đang có một cái sản phẩm tốt, biết một cái sản phẩm tốt mà chúng ta không tích cực nói với nhiều người, thì làm sao họ biết được là mình có cái đó, và đến khi họ cần thì họ sẽ tìm đến mình, đúng không ạ? Đó, nên là ngay cả khi họ chưa có nhu cầu, mình cứ gieo trước những câu nói như thế chẳng mất gì cả, đúng không ạ? Hay là Trang gặp những người kinh doanh cũng vậy thôi, người ta kinh doanh thì cái thói quen mở rộng mối quan hệ, kết nối và chia sẻ về sản phẩm họ kinh doanh là liên tục luôn mọi người ạ. Ví dụ Trang đi, Trang gặp ai đó mà người ta mà có cả visit ấy, thì người ta sẽ gửi đây, anh đang kinh doanh bên mảng này này, mai này anh em mà cần cái gì liên quan đến cái đấy thì cứ inbox cho anh, cứ gọi điện cho anh, kiểu như thế. Đó, tức là người đã là một cái người làm kinh doanh ấy, thì đi đâu chúng ta cũng cần phải tích cực kết nối, đi đâu chúng ta cũng cần phải tích cực chia sẻ cho mọi người biết là mình đang có cái gì, mình kinh doanh cái gì, mình chia sẻ được cái gì, trao được cái giá trị gì cho họ, thì chúng ta phải tích cực chia sẻ ra, đúng không ạ? Đó, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải làm mạnh mẽ hơn mọi người nhé. Học kiến thức, học kỹ năng, biết cách học hiệu quả rồi thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta lan tỏa những cái đó cho những người xung quanh. Ok, thời gian có hạn nên ngày hôm nay Trang chia sẻ như vậy thôi. Dần dần những buổi sau thì Trang sẽ dần dần tiết lộ thêm những cái kinh nghiệm mình đã làm như thế nào với đội nhóm hiệu quả, làm như thế nào với khách hàng hiệu quả trong những buổi tiếp theo nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian buổi ngày hôm nay. Đúng rồi, đa số bác sĩ không tìm hiểu vì học. Ok ạ, mọi người cùng bật mic lên nhá. Chúng ta sẽ chào nhau và sẽ bắt đầu một ngày mới thật chặt đầy năng lượng và sẽ có thể ứng dụng luôn những cái gì mà ngày hôm nay chúng ta học xong mỗi buổi học với mọi người. Trang thường hay viết ra những đầu việc. Cảm ơn chị.